Tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt giam Trần Minh Lợi, 55 tuổi, trú xã Ea Bờ Hốc, huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Trước đó, lực lượng chức năng đã thực hiện khám xét nhà riêng và nơi làm việc của ông Trần Minh Lợi tại thôn 4, xã Ea Bờ Hốc. Được biết, Trần Minh Lợi trước đây nổi tiếng trên mạng xã hội với trang Facebook Diệt giặc nội xâm. Đối tượng đã từng bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông bắt giam về tội đưa hối lộ. Sau đó, sau hai lần xét xử, tháng 7 năm 2018, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt Trần Minh Lợi 4,5 năm tù giam về tội đưa hối lộ. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Trần Minh Lợi về địa phương và mở công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn Trần Minh Lợi, nhận tư vấn luật cho người dân.